chúng ta cùng học về chủ đề phép cộng số có 2 và 3 chữ số có nhớ. Bạn hãy viết hàng đối xứng với nhau. 5 và 6 là hàng đơn vị, nên chúng ta sẽ viết như vậy. Hàng chục, chúng ta sẽ viết như vậy. Tiếp theo, bạn hãy dùng thước tề kề như vậy. Chúng ta hãy bắt đầu cộng hàng đơn vị. 5 cộng 6 bằng 11. Số 1 chuyển sang hàng chục. Chúng ta hãy cùng cộng hàng chục. 1 cộng 2 cộng 5 bằng 8. Chúng ta hãy cùng cộng hàng trăm. Cuối cùng, bạn hãy viết kết quả như vậy. Phép cộng số có 2 và 3 chữ số đã xong. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập nhé. Hãy ấn nút tạm dừng và làm bài luyện tập. Sau khi trả lời xong, hãy ấn nút bắt đầu và kiểm tra. Bây giờ, chúng ta hãy cùng kiểm tra đúng hay sai nhé. Bài 1. 517 cộng 37. Kết quả là 552. Bài 2. 872 cộng 19. Bạn hãy tính như bài 1. Kết quả là 891. Bạn có tính đúng hai phép cộng trên không? Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại bài học ngày hôm nay. Viết hàng đối xứng với nhau. Dùng thước để kẻ như vậy. Cộng hàng đơn vị. Có nhớ nên chuyển sang hàng chục. Cộng hàng chục. Cộng hàng trăm. Cuối cùng, viết kết quả. Bây giờ, chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây.